Bàn tay rẽ anh nhé. Hôm nay thi luôn anh nhé. Tại từ trước. Tao trai rồi tao không chơi được. Trai gì phải đặt luôn. Cái gì tao tao luôn thấy tao cười trước này, tao đang chuẩn bị thôi nhá, chỉ là cười nhẽ răng mới tính nhỉ, điểm quá. Không chuẩn bị rồi mình nói gì đi, nói rồi mình chấp nhận nói đi. Thằng nói bị lật là bị chơi bị đập nha. Không nói cái câu gì ta? Không rồi mình nói mình trêu nhau cho nó cười đấy. À, nói trêu nhau cười thôi. Lòng lông lá lý luôn. Thôi mình nói trêu nhau. Kéo đi, mình quay hậu cảnh mà. Giờ mình nói trêu nhau đi. Không, nói trêu nhau đi. Thằng nào cười trước nó chứ nói được, có quyền nói. Chứ là mình nói làm sao nên thằng nào cười trước thằng nào thua. Đây. Còn nói nhiều rồi. Đó là bảo rồi. Không có xe nữa, để mua súng. Thằng nào cười trước, cười trước. Mẹ. Cuộc sống. Khi một đám bạn đang trong diễn. Ở ngoài đây ba thằng ngồi chơi. Đây. Giới thiệu các bạn, bạn Hùng quê ở Trảng Bom. Giới thiệu với Hùng. Vì sao thân em ơi, vì sao mất ăn mất người. Vâng, hôm bữa cũng trong dịp sinh viên, Hùng thì cũng lên hát, được nhiều người khen tặng. Thằng hôm đấy mà đi với Hùng cũng được quê. Rồi, ra tiền. Ai ra gì? Không xanh.